Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVM. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda BRV, chiếc xe lai giữa MPV và SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu tại Indo của bên nhà Honda. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2023, thời điểm dịp đầu tháng mới này, Top KVM vẫn cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này dành cho từng phiên bản của Honda BRV. Cái chương trình về khuyến mại, gói quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Một cái mẫu xe mà đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Xpander, đang cạnh tranh với cả Toyota Veloz Cross. Với cái dòng xe BRV này đang có hai sự lựa chọn. Một là BRV phiên bản G và hai là BRV phiên bản L. Cả hai đều là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và cả hai đều là hộp số tự động vô cấp CVT anh chị nhá. Dịp đầu tháng 12 này thì về cơ bản mình cập nhật chính sách nhanh thôi, vì nó vẫn duy trì khuyến mại. Ví dụ như là bản G của nó vẫn là hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm vào giá xe. Thế còn bản L vẫn là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe luôn. Đầu tiên là BRV phiên bản G, 661 triệu là mức giá niêm yết, 100% lệ phí trước bạ của nó là 60 triệu đồng. Giá bán trừ đi 60 còn 601 triệu. Có gói quà tặng phụ kiện là 50 triệu đồng nữa dành cho quý chị các bạn. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta nhận xe cái gói phụ kiện 50 triệu đó thì chúng ta cũng chẳng phải sắm thêm cái phụ kiện gì nữa, vì hầu như là đã chọn đầy đủ rồi. Lăn bánh ở tỉnh của bản G vẫn là 670 triệu, Hà Nội là 703 và thành phố Hồ Chí Minh là 690 anh chị nhá. Tỉnh là 670, ở Hà Nội là 703 và thành phố Hồ Chí Minh là 690 theo trả tháng. Phía trên bản G đó là bản L. Bản này thì hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ của nó, cộng với một chút linh động từ bên phí đại lý nữa thì nó giảm là 40 triệu đồng tiền mặt. 705 trừ 40 còn 665. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 738 triệu. Ở Hà Nội là 773 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 758 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 738, Hà Nội là 773 và thành phố Hồ Chí Minh là 758 với bản L theo phương án trả thẳng. Đó là hai mức giá của hai phiên bản cơ bản tại thời điểm này đang phân phối của Honda BRV. Bản G của nó giá bán này thì cũng bằng với cả chiếc xe Mitsubishi Xpander bản AT Premium. Nhân tiện cái video này, mình xin phép là giới thiệu nhanh, cập nhật nhanh về những cái đặc điểm thông số kỹ thuật của BRV phiên bản G, những cái tính năng an toàn trang bị, tính năng tiện ích để chúng ta xem là cùng tầm giá với cả Xpander Pre thì có lựa chọn được BRV phiên bản G tại thời điểm tháng cuối cùng của năm theo lịch dương lịch này hay không nhá. Bản G của Honda BRV phần ngoại thất mặt ca năng nó vẫn có một cái chi tiết to bản ốp chrome chạy ngang giữa hai phần viền đen. Mặt ca năng bên dưới thì có những cái thanh nan ngang được sơn màu đen, đúng không ạ? Nói chung là kiểu dáng thiết kế này thì nó quá phổ thông của bên nhà Honda rồi. Hầu như là những dòng xe cũng đều có kiểu thiết kế như thế này. Phần công nghệ đèn của bản G là một cái phiên bản thấp hơn nhưng mà cũng trang bị là dạng đèn LED rồi anh chị nhá. Bên trên này có viền chrome và bên trên cùng có giải LED định vị ban ngày. Đấy. Bản G này có cả những cái tính năng an toàn trong gói Honda Sensing nhá. Có đèn pha tự động thích ứng thông minh luôn đấy anh chị ạ. Nó có thể tự động bật tắt nếu như gặp xe ngược chiều. Đấy, rất hay bản G nhưng mà cũng được trang bị đầy đủ phết. Đấy, bản G này thiếu ở cái phần đầu xe này so với cả phiên bản L, đó là không có đèn gầm anh chị ạ. Đấy, nó không có đèn sương mù. Bản L mới có đèn sương mù, nhưng có cái chỗ chờ rồi, anh chị chúng ta muốn lắp thêm cũng được. Sang cái phần sườn xe, phần sườn xe thì cái phần la răng của cái phiên bản G này là la răng phay giữa hai tông màu, đó là màu bạc và màu đen bóng. La răng 17 inch, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau cũng là tăng trống, lốp là Bridgestone anh chị nhá. Cơ bản là cũng giống với phiên bản L thôi. Tiếp theo nó là về cái phần gương chiếu hậu của xe, gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp sinh nhan trên gương. Đấy, phần phía trên thì được sơn màu cùng thân xe, bên dưới là màu đen. Phần tay nắm cửa thì sơn cùng màu thân xe và có tích hợp nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở cả cửa chính và cả cửa phụ. Có nghĩa là anh chị chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi là bấm cái nút bấm đấy là có thể tự động đóng hoặc là mở cửa rồi anh chị nhé. Phần sườn xe của BRV thì nhìn tổng quát thì nhìn mình thấy là nó cũng rất là đẹp. Nói chung là nó có kiểu dáng thiết kế line về SUV hơn nhiều so với những dòng xe ở trong cùng phân khúc. Đây, lốp sau phanh sau là tăng trống anh chị nhá. Lốp Bridgestone. Đấy, la răng nhìn cũng tương đối là ưng mắt. Phần viền hậu phía sau của Honda BRV đây.
phần sau của xe thì cái phần đèn hậu này nhìn giống giống với cả chiếc xe Honda City đúng không ạ? Đây, cái giải nét định vị khi mà ban đêm nó sẽ sáng ở cái kiểu theo cái đường tay mình chỉ đấy. Đấy các bạn ạ. Phần sau này thì hơi đơn điệu một chút, logo của Honda này. Đấy, chữ BRV được ốp mạ chrome này, có được trang bị về camera nùi này. Ngoài ra thì mình sẽ mở cái cốp bên trong nhá. Anh chị chúng ta biết được, đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, lai giữa MPV và SUV. Kiểu dáng thiết kế mình đánh giá BRV cũng rất là thuận mắt. Có cái là cái mức giá thôi, xem bên phía nhà máy đại lý cân đối như thế nào để phù hợp với cả cạnh tranh với những dòng xe ở trong cùng phân khúc thôi. Đấy, nhìn qua thì có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai đúng không ạ? Đấy, chiếc xe BRV thì sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT anh chị nhá. Động cơ này chung với cả chiếc xe Honda City luôn, có công suất là 119 mã tại 6.600 vòng trên phút. Dung tích tiêu hao nhiên liệu cũng tiết kiệm 5,6 lít trong ngoài đô thị, 6,4 lít ở bên trong đô thị anh chị nhá, cũng khá là tiết kiệm đấy. Đấy, hộp số CVT đi cũng rất là mượt mà, anten thì cũng dạng vây cá rồi, sơn cùng màu với cả thân xe luôn. Đó về phần ngoại thất của Honda BRV, bản thiếu, bản G. Bản này thì chắc anh chị chúng ta cũng ít được xem ở trên truyền thông, chủ yếu là người ta giới thiệu bản đủ thôi. Mình này tiện thì có bản thiếu giới thiệu đến anh chị. Đấy, không gian nội thất bên trong. Về Honda BRV phiên bản G này, phần ghế của nó là ghế nỉ nhá. Bản L của nó sẽ là ghế da, nhưng bản G sẽ là ghế nỉ. Ghế thì điều chỉnh cơ anh chị nhá. Bản G này sẽ là điều chỉnh cơ này, ghế nỉ này. Anh chị chúng ta nếu mà chúng ta thích thì chúng ta bọc lên ghế da, còn anh chị nào mà nhà chúng ta giữ gìn được thì chúng ta cứ để nguyên ghế nỉ, chúng ta đi một thời gian sau nó nhào đi chúng ta bọc ghế da cũng được, chả vấn đề gì. Nhưng mà phải giữ được nhá, chứ không đổ cái gì ra nó hôi rất là khó xử lý anh chị ạ. Đấy, cửa gió điều hòa này, vô lăng bọc da ba chấu này, có những cái đường khâu mũi chỉ khá là chi tiết tỉ mỉ này. Đấy, bản G này có 4 túi khí, bản L thì có 6 túi khí này. Trên vô lăng có tích hợp điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh này, rồi là đàm thoại rảnh tay, rồi là ra lệnh bằng giọng nói anh chị nhá. Đấy, còn đây là vị trí của túi khí người lái này. Bản G nhá, có cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn này, Adaptive Cruise Control này, rất là ok đúng không ạ? Đèn pha tự động thích ứng thông minh luôn. Đấy, bản G nhưng mà có tính năng Honda, những tính năng an toàn chủ động trong gói Honda Sensing luôn. Bên trên này là hai cái cửa gió điều hòa được đặt nổi lên bên trên này. Bên dưới này là một cái màn hình giải trí, có thể kết nối AUX này, nghe radio này, Apple CarPlay và Android Auto này. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ anh chị nhá. Đấy, những cái nút lấy gió trong, lấy gió ngoài. Có chế độ Max Cool. Đấy, công tắc AC. Đấy, cơ bản. Bên dưới này bản L nhá, nó sẽ là điều hòa tự động đấy, nhưng bản G này là điều hòa cơ thôi. Bên dưới này là một cái cổng sạc anh chị ạ. Đấy, cổng tàu sạc. Đây, cần đi số là dạng thẳng đứng. Đấy, hộp số tự động vô cấp CVT, đi khá là mượt mà, rất là giống với cả Veloz Cross hay là Hyundai Stargazer đều sử dụng hộp CVT cả. Đấy, phanh tay là phanh cơ anh chị nhá. Đó là những cái đặc điểm về cái phiên bản G, bản thiếu, bản thấp tiền hơn. Đấy, nội thất, ngoại thất. Bên phần táp ly cửa, vị trí người lái, anh chị chúng ta có thể để ý này, những cái nút tinh chỉnh, ví dụ như là lên xuống kính, vị trí người lái sẽ là auto tự động một chạm này, đóng mở khóa cửa này, đóng mở lên xuống kính này. Đấy, cục gương điện rồi anh chị nhá. Hàng ghế thứ hai của Honda BRV, một cái chiếc xe 7 chỗ ngồi MPV là giữa SUV thì mình thấy là đương nhiên nó sẽ là rộng rãi, cũng rộng thoải mái. Chiếc xe này có cái trần ngồi rất là cao mà anh chị ạ, rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Đấy, rộng rãi là ưu điểm của Honda BRV, mình thấy là như vậy. Kiểu dáng thiết kế nhìn bên ngoài nó cũng khá là trường xe. Đấy, nó có cái kiểu dáng, nó có xu hướng về cái dòng xe SUV, cho nên là nhìn khách hàng mà thích cơ bắp thì chiếc xe này cũng khá là hay. Trên đó là cái mức giá của Honda BRV tại thời điểm dịp đầu tháng 12 mà mình cập nhật, cũng như là giới thiệu qua những cái thông số kỹ thuật, tính năng an toàn của BRV bản G cùng tầm tiền với cả Mitsubishi Xpander AT Premium để chúng ta xem xét. Vậy thì nếu chúng ta đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này, đang muốn qua xem lái thử trực tiếp để cảm nhận, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở góc trái hình này. Ở miền Bắc thì nhiều quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý anh chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.